Xin kính chào ông bà cô chú anh chị các bạn đã trở lại vlog của Bùi Hải Vlog nha mọi người. Thì hiện tại bây giờ thì hôm nay thì ở mùa của năm thì đang trồng hoa rồi ha. Trước rồi đó thì xin chúc ông bà cô chú anh chị các bạn nhà sức khỏe và bình an. Mọi người xem thì cho Bùi Hải Vlog một lượt like và đăng ký ha.